Trường Omega xin chào anh chị em. Đã mấy tuần vừa rồi quay trở lại được với anh chị em chương trình Live Stream hàng tuần. Thì trong 2 tuần vừa qua thì trường cũng nhận được khá nhiều câu hỏi. Thì hy vọng là anh em vẫn cứ follow và theo dõi và chia sẻ cho trường để trường có thể hỗ trợ được cho anh chị em. À, nếu mà có những cái câu hỏi gì cần trường Omega giải đáp liên quan đến thú chơi đồng hồ hay là liên quan đến cái công việc tư vấn và chia sẻ cái niềm đam mê này thì trường sẵn sàng hỗ trợ anh chị em nha. À, nhiều anh chị em thì đến với tôi thì với tâm thế là đa phần là thẩm định thật giả thôi. Còn với kinh nghiệm của tôi thì tôi còn muốn có thể là chia sẻ ngoài cái thông tin là đồng hồ thật giả đấy ra thì những cái đồng hồ second hand mà anh chị em mua ấy là thực sự là nó có còn nguyên vẹn hay không và cái tình trạng của cái sản phẩm đó như thế nào. Và đối với chị em mà đến với hệ thống bệnh viện và đến với trường Omega toàn bộ miền Bắc thì chúng tôi hoàn toàn miễn phí hỗ trợ cho anh chị em. À, Đức Kế có nói tôi là anh Trường nói qua về đồng hồ Patek Philippe chế tác trị giá 200-300 triệu đi ạ. À, thực ra mà nói với kinh nghiệm thì tôi cũng đã xem được vài cái đồng hồ được gọi là chế tác đối với Patek Philippe rồi mấy cái thương hiệu mà ăn theo cái mẫu Nautilus rồi mấy cái mẫu của Audemars Piguet trong đó có những Roanoke chẳng hạn. Thì cá nhân Trường thì Trường không coi nó là chế tác, chưa có một cái tiêu chuẩn đủ tuổi hay là thấp tuổi gì cả. Bên ngoài thì trông cũng khá là đẹp, thực sự để mà so sánh với những hãng thì đương nhiên là không thể rồi. Còn một cái sản phẩm mà tiêu chuẩn mà gọi là chế tác thì chẳng qua là nói lách luật ra, nói thẳng luôn là nó là một cái đồng hồ fake mà thôi, kể cả nó vỏ bằng vàng hay là vỏ bằng gì đi chăng nữa thì rõ ràng đấy là đồng hồ fake. Tại vì một cái đồng hồ 200-300 triệu mà chế tác mà dùng một cái bộ máy của Trung Quốc sản xuất, copy theo hình dáng của máy 324 Patek Philippe, cá nhân tôi thấy rằng là nó cũng là một cái đồng hồ mà làm để thương mại hóa thôi. Với cá nhân Trường và quan điểm của Trường thì rõ ràng là chiếc áo thì không thể nào làm nên một thầy tu được. Quan điểm của Trường là Trường không thích với cái sản phẩm chế tác này, mà Trường gọi thẳng nó luôn nó là copy. Thà nó không mang tên là Patek Philippe đi, nhưng mà nó kiểu dáng như vậy, làm bằng vàng rồi mà làm máy thì Trung Quốc, lắp ráp thì không có một cái tiêu chuẩn. Sản phẩm các bạn thử dùng nước cái phải là kéo lại nước vào ống ngọc luôn, nó không có một cái tiêu chuẩn gì cả. Vậy thì khi mà một cái sản phẩm mà cái tiêu chuẩn nó thấp, cái giá trị mà mua một cái sản phẩm 200-300 triệu, thà tôi mua một cái sản phẩm Omega hàng thật và vàng nguyên khối, dây da tôi đeo, thậm chí nó còn sướng hơn rất nhiều. Mà bây giờ mình bỏ ra số tiền thật mà mình mua một cái sản phẩm coi như là nó là hàng giả thì rõ ràng cái đấy là một sự phí phạm. Với cá nhân Trường là như vậy. Hy vọng đây là quan điểm của Trường, Trường chia sẻ với anh chị em thôi, chứ còn lại là để mà đánh giá nó một cách khách quan thì Trường cũng chưa đủ tầm. Còn lại là nếu mà một số anh chị em vẫn thích và không thể mua được những cái sản phẩm Nautilus lên tới là 2-3 tỷ, 3-4 tỷ thì ok thôi, thì mua cái đồng hồ copy nhưng mà rõ ràng đeo một cái đồng hồ mà trong đầu nó gọi là chế tác vậy nhưng mà thực tế nó gọi cho cái tên nó hay thôi. Cũng giống như mấy cái bà bán cá ngoài chợ ấy, nào là tôm ngộp, nào là tôm ngáo, nào là tôm vừa ngất, thực ra nó là tôm chết thì nói thẳng là tôm chết đi, cơ ông cứ bà gọi là ngáo với ngộp với ngất. Không biết là một số các anh em có đồng quan điểm của tôi không, nhưng mà rõ ràng nó chết thì phải nó chết chứ không thể nào nó ngộp nó ngất nó ngáo được. Rồi đến với cái vấn đề đồng hồ nó không vậy, nó fake hay nó copy thì nó là copy, chứ còn nó không thể nào nó gọi là chế tác. Ông đã là chế tác ấy thì ông phải chế tác từng cái bộ phận một. Ông chế tác thì ông ghi là cái sản phẩm đó, cái mẫu Nautilus thì bây giờ nó hết cái việc mà giữ bản quyền cho cái mẫu rồi, cho nên ông được phép sản xuất cái bản quyền đó thì không sao. Vậy giờ mai mốt ông đặt tên ông luôn lên cái mặt số đấy là cũng nghĩ là ok. Chứ còn mà chế tác mà lại vẫn có cái chữ Patek Philippe hay là Audemars Piguet hoặc là những cái tên thương hiệu mà nghe nó kêu thì rõ ràng cái đấy nó không phải là chế tác nữa, mà cá nhân tôi đánh giá nó là copy. Tuấn Cao có hỏi tôi là cho hỏi về thương hiệu Claude Bernard có đáng chơi không, trong tầm giá không ạ. Thực ra Claude Bernard cũng là một thương hiệu nằm trong tập đoàn Swatch Group, với cá nhân tôi được biết vậy. Và cũng rất may mắn khi mà tôi được sang Thụy Sĩ, được qua nhà máy của Longines, thì cái nhà máy của Claude Bernard cạnh luôn cái nhà máy của thương hiệu Longines. Thì đây là một trong những thương hiệu mà tôi đánh giá là một trong những thương hiệu trong cái tầm phân khúc giá rẻ, thấp hơn T-shirt một chút thì giá thành là ok. Nhưng mà nếu mà trong giờ mà anh chị em chơi ấy, thì anh chị em nên có sự chọn lọc thêm. Vì bởi lẽ là có những cái sản phẩm trong một thương hiệu vẫn có những cái một số phần trăm sản phẩm là nó chưa được ưu tú, nó chưa cái xứng đáng cái số tiền mà anh chị em bỏ ra. Chúng tôi làm nghề ấy, thì anh chị em biết rồi là có nhiều cái sản phẩm nó sử dụng những cái bộ máy nó đúc nguyên khối, chúng nó bán vài triệu thậm chí chục triệu, và đến với chúng tôi là có những cái bộ máy đấy không thể sửa được mà phải thay nguyên máy. Mà cái bộ máy là bộ máy của linh hồn của cái đồng hồ mà tự nhiên phải thay nguyên máy thì nói thật nó cái cảm xúc nó cũng mất đi rất nhiều. Đồng hồ nó không chỉ là một vật xem giờ mà nó là nói lên cái quá trình, thậm chí là nói lên cái hình ảnh của người đeo. Chưa kể nó có những cái sản phẩm nó mang đi theo tính chất lâu dài hoặc là tra truyền tân nối. Anh chị em nên có cái sự lựa chọn một cách nó thông minh hơn so với bình thường. Còn nếu về liên quan đến chuyên môn thì hãy ghé qua hệ thống bệnh viện đồng hồ của chúng tôi. Anh chị em cũng nắm bắt qua một số cái nơi như là Quảng Ninh có thương hiệu bệnh viện đồng hồ thì đấy là không liên quan đến trường Omega. Về chất lượng tiêu chuẩn thì nó không liên quan gì đến với trường Omega cả. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có 3 cơ sở chính, đó là 109 Đinh Tiên Hoàng, 476 Trần Hưng Đạo và 367 Nguyễn Oanh. Cảm ơn anh chị em. Nguyễn Thanh
có hỏi tôi là có cách nào đeo đồng hồ không chảy xước không anh? Thực ra mà nói trong đồng hồ thì bao giờ nó cũng tính toán đến cái việc mà xước răm với chảy xước. Thực là phụ thuộc vào cái mà anh chị em đeo và giữ gìn thôi. Đây là Rolex của Trường Đeo, nó nói thẳng luôn là tôi làm nghề mà tôi cũng rất giữ gìn, nhưng mà nói thật xước răm thì không thể tránh được, trừ khi mà không làm gì. Nhưng mà nói thật không làm gì đi thì va chạm nó vẫn cứ xước mà. Thậm chí là vô tình mình lấy cái sợi tơ áo mà trong cái áo của mình nó có sợi ly lông mà lau cái sản phẩm đồng hồ nó lau ướt đi nó vẫn xước là chuyện bình thường. Thì cá nhân tôi thì hay cố gắng làm dùng giữ gìn nhất có thể. Còn lại trong cái công việc của bạn thì cái công việc mà nặng quá chẳng hạn thì nên bỏ đồng hồ ra. Chứ còn để mà gọi là không sức thì đúng thực sự là không thể đâu. Trên thế giới không có ai làm được đâu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cường Việt có hỏi tôi là cho em hỏi về đồng hồ Sotina Powermatic 80DS-1 dùng có tốt không anh? Sotina là một trong những thương hiệu thuộc tập đoàn Swatch Group và được sử dụng bởi bộ máy ETA Powermatic 80 đa phần là C07111 hoặc là cao cấp hơn là C07611 và C07811. Thì trên phương diện đây là một trong những cái thương hiệu đồng hồ tôi đánh giá là tiêu chuẩn chất lượng rất là tốt. Tôi so sánh về những sản phẩm của T-Shirt với Sotina thì tôi còn hơi nghiêng về Sotina một chút về liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng. Trong một số sản phẩm và khung giá thành như nhau, Sotina tôi có những cái cảm tình hơn. Chẳng qua là cái thương hiệu này nó chưa có phổ biến tại Việt Nam, mọi người không biết đến nó nhiều thôi. Phân khúc mà giá thành hợp lý như này thì rõ ràng đây là một trong những sản phẩm khá là ok. Còn về máy Powermatic 80 thì nó có tất cả là 3 loại máy và thuộc dạng 4 tiêu chuẩn khác nhau. Cho nên là mỗi cái tiêu chuẩn máy thì nó đã là một khác rồi. Thành thử ra là tôi cũng không dám chắc mẫu đế cách 1 của bạn là tiêu chuẩn nào. Như là tiêu chuẩn Standard thì nó là cái tiêu chuẩn cơ bản bình thường áp dụng cho tất cả các loại đồng hồ thấp cấp nhất. Thứ hai là Special, cái tiêu chuẩn đấy là cái tiêu chuẩn cao cấp hơn, được nâng cấp bởi một số cái chi tiết khác nhau làm cho cái đồng hồ nó được tối ưu hóa hơn khi mà hoạt động. Cái bản tiêu chuẩn thứ ba là High Quality, nó dạng như kiểu là Top Grade ấy. Thì Top Grade đây là một trong những cái bản mà khắt khe hơn trong cái việc đảm bảo những cái tiêu chuẩn được test ở trung tâm tại Thụy Sĩ, tắt là COSC. Thì những cái bản tiêu chuẩn đấy đa phần nằm ở máy C07.611 và C07.811. C07.111 thì đa phần nó ở trong cái chế độ Standard. Nhưng về cơ bản với giá thành và với những sản phẩm như này thì tôi đánh giá là ok bạn nhá. Còn để nói sâu về nó thì nói dài lắm. Cảm ơn bạn. Nguyễn Thanh Tùng có hỏi tôi là chiếc Seamaster đời 1120 giờ giá cả đúng chất của nó tầm khoảng bao nhiêu vậy anh Trường? Em thấy thời gian gần đây Omega lên giá dữ quá, những chiếc đồng hồ Omega máy đấy 1120 được xem đồ cổ chưa anh? Cụ thể là Seamaster 1120. Thực ra mà nói đối với bộ máy 1120 được nâng cấp từ máy 1110 của Omega, tiền thân của máy 1110 nó là 2892A2 của ETA. Thì vào những năm 1999 và những năm 2000 thì Omega bắt đầu phát triển lên cho những cái bộ máy là 1120. Trên nền tảng đây là một trong những cái bộ máy được coi là in-house của Omega rồi anh chị em nhá. Với một tiêu chuẩn riêng và Omega Finishing kêu 1120 thì nó mới được khoảng tầm 20 năm nay thôi. Thì với cá nhân Trường thì Trường thấy là nếu nó gọi là vintage thì nó cũng chưa phải. Với cá nhân tôi thì nó hơi dạng như kiểu là tân cổ giao duyên thì nó đúng hơn, chứ không phải là vintage. Cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà bạn như hỏi như này với cái góc độ là đáng chơi thì nó phải phụ thuộc vào cái sản phẩm. Như là Seamaster của bạn đây là cái condition, tức là cái chất lượng của nó còn được bao nhiêu phần trăm, hoặc là nó còn như thế nào, nó còn nguyên bản hay không, nó có tốt hay không, được nguyên vẹn hay không, hay là nó biến chứng gì chưa, hay là nó lại gặp phải mấy ông thợ mà lau dầu xong mà cuối cùng là biến chứng ra rồi, hoặc là nó bị xước sắt nát rồi, hoặc là như thế nào đó, thì rõ ràng cái tiêu chuẩn chất lượng nó bị giảm đi. Còn nó dao động từ khoảng tầm cỡ 10 cho đến khoảng là tầm cỡ 25 triệu, tùy theo những cái bộ máy mà nó còn được nguyên bản. Với người giữ gìn càng tốt thì tất nhiên là cái sản phẩm nó sẽ được định giá và giá cả nó nhỉnh hơn trong một phần nào đó, nhưng nó cũng phải dao động trong một cái tầm khoảng tầm 10 đến 25 triệu cho những cái Seamaster mà 3 kim 1 lịch. Càng tiêu chuẩn mà càng giữ được rất ngon mà còn nguyên hộp sổ nữa thì rõ ràng giá thành nó sẽ phải được cao hơn là đương nhiên rồi. Và đây là một trong những sản phẩm tôi cũng đã đánh giá là chơi khá là ok trong cái phân khúc mà tầm giá như vậy. Thậm chí mà chiếc nào còn ngon mà trong khoảng 20 triệu đôi khi tôi chơi nó còn hơn rất nhiều cái đời mới của những thương hiệu như là Maurice Lacroix hay Ferrex Công Tăng, hay là một số cái thương hiệu mà thấp cấp hơn đấy chẳng hạn. Và để biết được cái chất lượng còn ngon hay không, các bạn, các anh chị em cứ ghé qua hệ thống bệnh viện đồng hồ chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh chị em hoàn toàn miễn phí mà không phải mất điều gì cả. Chúng ta có trang thiết bị, máy móc và có những con người đủ năng lực để có thể làm cho anh chị em hài lòng. Và nếu anh chị em cảm thấy hài lòng, ok, anh chị em hãy cho chúng tôi cơ hội để được bảo trì, bảo dưỡng những chiếc đồng hồ mà đảm bảo cái tính nguyên trạng theo tiêu chuẩn cao nhất. Khánh Duy Nguyễn bác cho đánh giá về thương hiệu Alica có đáng tin dùng không? So với Longines thì sao? Thực ra nói thật với bạn là tôi cũng không biết bạn có được biết đúng chính tả không, nhưng mà chưa bao giờ nghe cái thương hiệu Alica. Ví dụ như cái thương hiệu Adratica thì có, ở Việt Nam cũng có bán.
Nhưng về góc độ thương hiệu Adriatica thì đây là một cái thương hiệu nó chỉ có thể là so sánh dưới cấp thấp với Certina với T-shirt thôi, chứ còn không thể so sánh với Longines được. Với cá nhân của tôi là như vậy. Còn cái thương hiệu Applica thì trường chưa biết nó như thế nào cả, cho nên là trường không dám trả lời anh chị em đâu. Để trường về trường nghiên cứu thêm. Với cái khả năng, với cái kinh nghiệm của trường thì trường cũng có thể đánh giá được một cái thương hiệu nó như thế nào. Chỉ xin phép là trả lời bạn nếu bạn theo dõi clip stream lần sau. Tù Vuông có chứng nhận COC mà sai số ngày vẫn 15 giây thì sao? À, thực tế mà nói, để có chứng nhận COC ấy, nó phải phụ thuộc vào thương hiệu và đồng hồ như nào. Và trong cái tiêu chuẩn COC là một cái trung tâm kiểm định chuyên ngành tại Thụy Sĩ ấy, thì nó cấp là có. Nhưng mà đa phần là cái tiêu chuẩn này nó cấp theo một cái đồng loạt. Cái tiêu chuẩn này là viết tắt là Control Official Swiss Chronometer. Đây là một trong những cái mà tiêu chuẩn cũng khá lâu đời được thiết lập bởi nhà làm đồng hồ tại Thụy Sĩ. Trong cái tiêu chuẩn này nó thiết lập thì nó test 1000 con đồng hồ liền một lúc thì nó sẽ lấy 10% trong cái số đó ra để test, chứ không phải cái đồng hồ nào cũng được test chronometer. Mà nếu đạt trong tất cả các cái thông số theo quy định của cái tiêu chuẩn đó thì sẽ cả cái lô đó nó sẽ được cấp là certificate là COC. Theo như tôi được biết là như vậy. Cũng có thể là lấy vượt hơn qua cái số lượng 10% là 20%. Khi test ngẫu nhiên mà nó đạt được những cái phần trăm nhất định, những cái thông số mà đạt yêu cầu, thì thành thử ra nó sẽ vẫn cấp certificate. Với kinh nghiệm của tôi 20 năm làm việc thì tôi vẫn có biết được rằng là sản phẩm vẫn có những cái sai số nó lớn hơn so với bình thường là có, nhưng không nhiều. Ngoài vấn đề là để đạt được cái chronometer này nó phải phụ thuộc vào người sử dụng nữa. Thì một số anh chị em mà làm lò rèn ấy thì có mua đồng hồ của anh ở bên khác về đeo cũng chronometer, nhưng mà khổ lắm cơ, cái tay ông ấy suốt ngày ông quay búa như này này, nó đâm ra cái đồng hồ nó bị ép buộc, thành thử ra hệ thống nạp cót và ảnh hưởng đến cái hệ thống mà quả văng nạp cót rồi đầy đủ tất cả những cái đồng hồ, mà thành thử ra mỗi tháng là nó bị nhanh lên cả phút. Và trong khi đó đo lên máy đến với tôi test thì trong chế độ tĩnh nó vẫn trong cái mức sai số cộng trừ 5 giây trên một ngày, nhưng mà ông về sử dụng ông cứ mỗi ngày lên nhanh một phút. Hỏi ra công việc nghề của ông là gì, hóa ra là ông chơi theo kiểu là suốt ngày ông gõ búa. Hoặc là tôi có trường hợp là có một thầy sư đến đây báo cáo anh chị em mua đồng hồ được 3 tháng, đồng hồ mới trong top trong store luôn mà tiêu chuẩn chronometer luôn, bảo là đồng hồ của thầy nó cứ sai số. Hỏi thầy làm sao, hóa ra là thầy gõ mõ, đeo đồng hồ tay trái, thầy gõ mõ tay trái suốt ngày nó như này. Nó đâm ra là xin lỗi thầy là không có cái đồng hồ nào chịu được trong những cái áp lực như vậy. Và có một số cái công việc thuần túy của anh em mà cần phải vận động nhiều, ví dụ như anh chị em mà làm trong những cái ngành thể thao chẳng hạn. Thế thành thử ra có một số cái trường hợp nó như thế này anh chị em ạ, tôi kể cho anh em là đây là chuyện thật của tôi nhá. Có một số bác lọ mọ đến cho tôi mang cái đồng hồ Seiko, thì bác mang bảo tôi lau dầu của nhiều nơi rồi, tôi cũng căn chỉnh của nhiều nơi mà đồng hồ của tôi nó vẫn cứ bị chậm. Trong khi mà tôi đo lên trên hệ thống máy Witchy của tôi thì tôi đo trên máy là đồng hồ của bác tất cả các thông số ở bên ngoài, có một số nơi là người ta làm lau dầu cũng ok. Tiêu chuẩn biên độ dao động, vị trí khởi động, rồi độ chính xác, thậm chí là cộng trừ có 3 giây một ngày thôi trên máy đo, tức là trên chế độ tĩnh ấy. Thì tôi với tư duy ra rằng là thông số này thì cháu không cần phải lau dầu lại cho bác, nhưng mà cháu hiểu vấn đề là tính chất công việc của bác là có tuổi rồi, bác vận động ít thì thành thử ra là năng lượng nó nạp không nhiều. Thế là tôi mới chỉnh cho bác lên dương 15 giây luôn. 2 tháng sau bác mang lại cho tôi một cái gói quà, bảo anh Trường tôi chẳng có cái gì, tôi biếu anh mấy lạng chè ngon. Bảo sao cháu làm giúp bác tôi không vấn đề gì cả. Thế bác mới nói câu là anh chỉnh cho tôi đồng hồ chuẩn quá, chuẩn đến mức mà từ hôm đấy nay tôi không phải chỉnh lại lần nào. Tôi cảm ơn anh rất nhiều, tôi vất vả cái đồng hồ này lắm, nhờ rất nhiều anh chị em rồi. Nhưng mà anh chị em tôi chỉnh cho dương 15 giây trên một ngày mà cuối cùng là khách hàng vẫn cảm ơn tôi. Đấy, cho câu chuyện thật ra là là phụ thuộc vào người sử dụng nhé. Thợ đồng hồ đôi khi còn phải căn theo là cái việc tính chất sử dụng của người, và có người có tuổi bao giờ vận động ít hơn. Và rõ ràng một điều là khi vận động ít hơn thì cái hệ hiệu năng nạp cót của nó giảm dần. Và rõ ràng nếu mà hiệu năng nạp cót giảm thì đương nhiên là cái biến chứng khi mà cót nó yếu thì nó xả ra thì biên độ dao động sẽ giảm, mà biên độ dao động giảm thì nó ảnh hưởng đến đồng hồ. Mặc dù là đo trên máy vẫn là chạy chính xác, nhưng mà đến với trường thì trường chỉnh răng dương cho 15 giây nó vẫn chạy chuẩn. Câu chuyện này là có thật, và tất cả mọi cái đồng hồ chính xác hay không nó phụ thuộc vào người sử dụng đeo đồng hồ rất nhiều. Còn trên cái việc mà đồng hồ ở hãng nó offer ấy, thì rõ ràng là trong bất cứ một cái sản phẩm nào hay trong bất cứ một cái tiêu chuẩn chất lượng nào, nó đều có những cái nó gọi là tối đa nhất thôi. Còn có một số sản phẩm, một số phần trăm đồng hồ chronometer sai số 15 giây một ngày như bạn nói, chuyện đấy là có. Nhất là những người làm nghề như tôi thì chuyện đấy trải nghiệm nhiều hơn là chuyện bình thường. Có lẽ trong cái việc mà mình giải thích như này, các bạn hoặc là một số anh chị em cũng cảm nhận được vấn đề sử dụng và giữ gìn sản phẩm. Càng giữ gìn tốt, càng sử dụng đúng cách thì đương nhiên độ sai số, độ bền và tốc độ những cái nó cũng đáp ứng được cho bạn tốt hơn. Và trong cái mức sai số này thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ căn chỉnh cho các anh chị em ở một trạng thái đúng nhất được. Đây là một câu chuyện có thật, và chính trường Omega trải qua hơn 20 năm làm nghề. Và câu chuyện này không chỉ là chia sẻ cho anh chị em, mà tôi áp dụng cho toàn bộ nhân viên của tôi.
để mà đảm bảo rằng là những học trò của tôi khi mà nói chuyện với khách hàng thì đây là một trong những cái luận cứ để chúng tôi có thể là căn chỉnh đồng hồ. Ngoài cái việc là trên hệ thống máy đo một cách cứng nhất thì chúng tôi còn căn chỉnh theo công việc của khách hàng, chứ không đơn thuần là cứ phải theo máy móc. Báo cáo với anh chị em vậy. Khánh Trung Quỳnh Anh có hỏi tôi Calibre 8500 mỗi ngày nhanh 5 giây ngày nào cũng vậy, có bảo dưỡng gì chưa anh? Chỉ căn cứ vào sai số thì chưa nói lên việc vấn đề là bảo dưỡng hay chưa. Một chiếc đồng hồ chạy ổn định dương 5 giây một ngày thì đây là một trong những sản phẩm là ok, rất là tuyệt vời. Với máy 8 năm như thế là ok rồi. Còn vấn đề bảo dưỡng thì nó phụ thuộc vào cái đồng hồ là, một là đeo thời gian dài chưa, lâu chưa. Nếu khoảng tầm sợ như máy 8 năm là 6 đến 8 năm mà bạn chưa bảo dưỡng thì bạn nên cân đối. Cái thứ hai là đối với những cái máy này là khi mà cốt đầy nó sẽ đạt được khoảng 62 giờ, tức là bạn bỏ ra nó ít nhất là được 3 ngày. Mà bây giờ là một ngày mà bạn đeo bỏ ra nó lại chỉ được khoảng tầm cỡ 36 đến 40 tiếng chẳng hạn, thì bắt đầu là nó báo hiệu cho bạn là cần phải bảo dưỡng rồi. Thì dưới 30 tiếng thì bạn hãy cho bảo dưỡng sớm cho thôi. Tức là năng lượng cốt chỉ còn như thế, hoặc là bắt đầu là slow down, nó chậm dần đều đi, thì cái đó là một trong những dấu hiệu cần bảo dưỡng nha bạn nha. Đấy là cái việc mà tôi chia sẻ cho bạn. Hy vọng là bạn có cách sử dụng đúng hơn và giữ gìn hơn. Mình đang dùng con Longines vàng đúc cổ 5 sao cho hỏi xử lý được nước không? Thực ra bạn ạ, cũng giống như là tôi vào bệnh viện ấy, cũng có một số cái trường hợp các bác sĩ gặp mấy cái bà nó còn có tuổi rồi. Thì bà bảo là bây giờ bác có thể là làm cho tôi là đảm bảo cho tất cả cái việc mà tôi sử dụng bố bã được không? Thì đúng, thực sự là không bác sĩ nào, tài nào có thể giỏi được. Vì cái gì nó có tuổi rồi thì đương nhiên là nó không thể đảm bảo tất cả những vấn đề đấy đâu. Còn lại nếu mà sử dụng mà muốn không nước vào theo cách của một số anh ông thợ bên ngoài là có thể đóng toàn bộ keo, đóng như keo vào núm luôn là không nước vào. Nhưng rõ ràng nó không đạt được tiêu chuẩn. Cho nên bạn đã chấp nhận chơi đồ vintage rồi ấy. Cố gắng là giữ gìn, mưa thì quất vào túi quần cho tôi. Chứ còn góc độ là xử lý được nước vào, tôi khẳng định với anh chị em mà theo tiêu chuẩn là không ai làm được đâu. Còn mấy ông đóng keo sau này không mở được ra đâu. Cho nên là cố gắng đừng offer cho những cái đồng hồ đời mới cho vào những cái đồng hồ đời cũ được. Giống như bây giờ mà mấy ông bà già mà thay mấy cái của các bạn trẻ vào chưa chắc đã thích hợp đấy chứ. Cho nên không dùng được đâu. Thông cảm cho tôi là tôi nói thẳng luôn là câu chuyện này là chúng ta không thể áp dụng được. Đấy, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Trong một thực tế là Trường rất thích và đam mê và rất muốn chia sẻ những kinh nghiệm này với những người chơi đồng hồ, mà thậm chí những người chưa chơi mà muốn quan tâm đến ngành đồng hồ này. Trường luôn luôn thiết lập những tiêu chuẩn cao hơn để phục vụ anh chị em ngày một tốt hơn. Đây là lý do Trường làm nghề đồng hồ này. Mà mỗi lần mà tôi nói như này hụt hơi rất nhiều, mà tôi bắn như kiểu tên lửa như này đúng thực sự anh chị em cũng cảm nhận được thôi. Và dù cho như thế nào, cuộc sống ra sao, tôi cố gắng để phấn đấu để ngày một tốt hơn nha anh chị em nha. Quan điểm của tôi và các cộng sự cũng như vậy. Tôi gây dựng ra hệ thống bệnh viện đồng hồ và luôn luôn cố gắng theo đuổi những tiêu chuẩn chất lượng cao. Và đối với tôi, đời tôi mà được đồng hồ cưu mang như thế này, bây giờ không làm tốt với nghề đồng hồ thì còn làm được cái gì cho nó cao. Vậy cho nên là cá nhân tôi biết rằng là tôi là một con người. Và tôi cũng biết rằng là tôi vẫn có những điều mà tôi chưa bao giờ chắc chắn 100% là đúng hết được. Nhưng tôi luôn luôn nỗ lực để thay đổi và cải thiện nó hàng ngày. Đây là lý do tôi phát triển. Bằng giá nào tôi cũng sẽ cố gắng thúc đẩy cho cái ngành đồng hồ này được anh chị em tin tưởng hơn, được anh chị em yêu quý hơn và được anh chị em giao cho nhiều sản phẩm để được làm hơn. Và bất cứ vấn đề gì hãy cho chúng tôi cơ hội để cải thiện và sửa chữa. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều trong chuyên mục ngày hôm nay. Và nếu cảm thấy là đây là một chương trình live stream tốt, anh chị em hãy chia sẻ thật nhiều cho Trường Omega và bệnh viện đồng hồ được phục vụ anh chị em nha. Chỉ cần anh chị em là phản hồi cho chúng tôi mà để cho chúng tôi nắm bắt được, để chúng tôi thay đổi hàng ngày. Hy vọng trong cái chuyên mục này chúng tôi có thể giải đáp được cho anh em phần nào đó. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị em trong chuyên mục lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em.